Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi hái cao. Lâu quá rồi mình không quay video cho các bạn xem. Đó, thì hôm nay mình quay cho các bạn cái su của mình nè. Ngày su của mình được ra được một trái rồi các bạn. Năm nay có su để ngắm rồi nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi ra vườn mình thu hoạch nha các bạn. Khoe đến với các bạn xem bí nhà mình nè. Đó, bí Việt Nam, bí dẻo Việt Nam. Mình cũng thu hoạch hết một trái rồi các bạn. Năm nay bầu thì không thấy, chỉ có bí thôi. Năm nay chỉ được ăn bầu, ăn bí chứ không được ăn bầu. Các bạn đem trái nữa nè. Đó, nhìn thấy đã không? Bí dẻo Việt Nam. Rồi bây giờ mình sẽ đi thu hoạch rau gì. Mốt bao tử thì lâu nay mình không hái nữa các bạn. Nó bò lên dạng luôn, tuốt hết trơn luôn rồi nè. Mà mốt mình hái mình đem đi biếu tặng chứ mình ăn không hết. Rồi hôm nay mình sẽ đi thu hoạch rau để vào ăn lẩu. Tại vì nó có lên tốt rồi nên mình phải hái thôi các bạn. Mấy hôm nay trời lạnh với lại trời mưa cho nên mình ít có đi ra vườn. Đó, rau lan nè, rau lan nó cũng bò tùm lum hết rồi. Đây rau muống nhà mình đây. Rau muống bên này mình ngắt hình đợt rồi, mình ăn canh chua. Giờ nó đang lên lại nè. Còn bên đây thì rau muống chưa cắt nè. Nó bự rồi, nó cao lắm luôn rồi các bạn. Đó, bây giờ mình cắt vô để mình làm lẩu. Đây, các bạn nhìn rau muống của mình nè, cộng dài ọn luôn. Nhìn ngon ghê chưa? Đó, đây rau muống đây. Ăn lẩu. Nào, quay lại gần cho các bạn xem đó. Rau muống của mình cái cây nó dài gì nè các bạn. Đó, dài ra chưa. Đang hái rau mà bị trời mưa rồi. Bên đây nữa nè. Rồi đây là cần nước nhà mình nè các bạn. Đó, nó ra quá trời luôn. Bây giờ mình cắt vô mình ăn lẩu luôn. Đó, nhìn cho các bạn xem nè. Cọng rất là to, rất là dài. Cái cọng thằng nước nó dài nè các bạn. Đó, mình cắt vô để mình ăn lẩu ha. Nó không có bự giống như bên Việt Nam mình nha. Bên đây thì trồng không thể nào mà bự được. Nhưng mà có ăn là vui rồi. Cái này mình trồng mình không có bón phân gì hết nha các bạn. Cần nước là nó tự sống bằng cái nước mưa với nước mình tưới vô thôi chứ không có bón phân gì hết á. Cây này không cần phải chăm gì hết. Rồi này các bạn, nãy giờ mình hái cũng cả được cả đống rồi nè. Cái đống cần nước rồi nè. Rồi rau muống nữa hả, các bạn thấy nhiều ghê chưa. Quá trời nhiều cần nước luôn. Đó, cần nước, rau muống, quá trời nhiều luôn. Như đang lẩu là phủ phê rồi ha. Cần gỗ luôn nè. Đó, các bạn thấy không. Nhìn chưa. Giờ mình lại mình hái vài cọng mồng tơi nữa là đi vô xong là mình sẽ làm lẩu ăn. Đây là cây chuối nhà mình nè các bạn. Đó, ra lá rất là to rồi đó. Năm nay mình có lá chuối để mình gói bánh tét rồi đó.
Đó, đã chuối to đùng rồi đó. Nó không có cao to các bạn. Chỉ có hai cây này nó ra lá thôi nè. Ở dưới thì có cái cây nhỏ xíu xíu à. Năm nay thì mình có lá chuối để gói bánh tét. Rồi đây là cái cây dọc mùng của mình nè các bạn, lá bành kia luôn. Đó, nó ra tùm và cái lá nó rất là to cho nên cha chồng mình rất là thích cái cây này các bạn, cái cây dọc mùng nè. Cho nên cha chồng mình đang để ý và sẽ trồng ở vườn ở nhà cha chồng mình. Họ cái lá Tây họ thích là ở cái lá này nè các bạn. Cái lá nó có cái hình trái tim đó, bởi vậy họ nhìn rất là thích. Còn mình giải thích với cha chồng mình là cây này là dùng để ăn cái cọng này nè. Cái cọng này là để ăn nó con chua nè. Chứ nó không có mùi vị gì cả. Nó cũng lạt nhắt à. Cha chồng mình thì cha không biết ăn cái này đâu, chỉ chồng mình chỉ làm kiểng cho vui cho đẹp thôi. Bây giờ mình đi hái mồng tơi nè. Nó thì mình không có nhiều mồng tơi các bạn. Mồng tơi dạng giống như là nó lên chậm quá. Thời tiết năm nay thất thường sao lên chậm quá cho nên mình ít xíu à. Nó mình hái vài cọng thôi. Mồng tơi này nhúng lẩu ăn cũng ngon mà nhúng cái cọng càng ngon hơn á. Đó, mình hái cái cọng mình nhúng lẩu. Chờ nó lên lâu quá. Sao của người ta khí hậu tốt á, nó lên tốt lắm mà sao khí hậu ở bên mình nó không được ok lắm các bạn. Mà nó muốn leo rồi nè, thấy không? Các bạn thấy cái cọng này muốn leo. Mình không cho nó leo. Đó, mình hái cái cọng dài luôn. Nhúng à, thường thường là ăn là nhúng lẩu là ăn cái cọng nó mới ngon các bạn. Còn chỗ này sao mà nó ra bông luôn nè các bạn thấy không? Đó, nó ra bông luôn. Bông mồng tơi, không biết nó ra được cái trái bông già không nữa là lạnh mất tiêu rồi. Bên đây cũng ra bông nữa nè. Nhỏ xíu mà ra bông mà. Nó không cho mình ăn các bạn ạ. Nên nó bò nó ra bông. Này cái nó bò nè. Nó bò nó ra bông, nó không cho mình ăn. Này nó cũng đang ra bông đó nè. Mình hái cho nó ra nhiều đoạn mà nó không ra, nó ra chậm quá. Bò tùm lum hết à. Được có xỉu rồi các bạn. Mồng tơi thì ít lắm. Cái rau găm của mình đó nè. Rau găm của mình ra quá trời cao luôn mà mình không ăn. Rau quế thì mình đang để lấy bông nè. Đó, rồi rau sam này thôi. Mình trồng cái nó lên mà nó lên hột nhiều quá. Ăn toàn hột không. Nhìn cũng tốt lắm nhưng mà không thích ăn mấy. Rau lang hổm gà mình không hái nó ra nó bò tùm lum trên các bạn. Nó bò qua nhà hàng xóm luôn nè. Bò qua nhà hàng xóm qua tới bên kia luôn. Mình này phải cắt mình ghim xuống là có thể nó ra đọt nữa nhưng mà giờ nó muốn vô mùa thu rồi cho nên nó muốn lạnh rồi. Bây giờ mà nó bay hộp đây nổi nó bay vô sân cỏ luôn, nó mọc ra luôn nè các bạn. Bây giờ cơm ở đây thì mình cũng còn rau sam, đây cũng có cọng mồng tơi đây nữa nè. Mà mồng tơi đây cũng ra bông, nó bò lên cây cà tím. Năm nay cà tím mình không có trái các bạn. Cây này nó muốn già ra bông rồi. Hái được lá ăn thôi. Đó, hái được lá rồi. Đó, ở đây mình có bắp nè các bạn, bắp có trái nè. Mà bắp hổm gà mình hái cũng được 2-3 trái ăn rồi. Đó, có bắp rồi nè. Mà không biết là đậu hết hay không. Có năm rồi mình trồng bắp á, có trái đậu, có trái không đậu các bạn. Bắp thì trái đậu thì nó đều hạt. Còn bắp mà trái không đậu cái nó không có hạt nào luôn ăn các bạn. Đó, bắp nè. Bắp nếp của Việt Nam luôn á. Ở đây thì mình có khổ qua đang ra trái các bạn. Khoe cho các bạn xem. Đây khổ qua nhỏ. Ở ngày mình cũng có hái ra gai khổ qua ăn rồi. Mỗi ngày cứ được 1-2 trái vậy đó. Bự bự rồi mình hái ăn. Nó bò tùm lum hết trơn á.
Đây, khổ qua bự nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây nè, hôm qua mình cũng thấy ăn mấy đợt xào nấu canh nữa. Hôm nay mình lại đây mình hái cho các bạn xem. Đây, trái khổ qua đây. Đó, nó bự rồi. Các bạn thấy mê không? Giờ mình hái, cho các bạn xem. Đó. Đây. Tèn 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 tèn, trái bự rồi nè. Đó, trái này là dồn thịt được rồi đó các bạn. Khổ qua vườn, cảm giác hái và ăn nó tuyệt vời làm sao đó các bạn. Năm ngoái mình trồng thì không có kịp ra trái là nó đã lạnh rồi. Năm nay trồng kịp ra trái các bạn. Đó, đây nữa nè. Hái này không biết có sao, không sợ đứt dây ạ. Rồi lấy kéo hái, lấy kéo mình cắt nó dễ. Đó, thấy chưa? Đây các bạn, nhìn xinh không? Đó, khổ qua đẹp không các bạn? Hai trái rồi. Còn trái nào nữa không? Trái nào bự thì mình mới hái. Còn mà nhỏ thì mình để trái lớn nữa. Khổ qua mình trồng có 5 dây hả các bạn? Cho nên ra thì đủ là ra ăn thôi, chứ không có nhiều. Đây thì chưa lớn mấy à. Để vài bữa nữa. Bên đây cũng có nào mà chưa bự à. Ở đây nữa đây các bạn. Đó, nhìn khổ qua thấy mê ha. Nhìn thấy nó treo lủng lẳng là thấy thích rồi. Cảm giác trên đỡ nhớ quê hương, nhớ nhà. Đây nữa nè. Nói chung là trên vàng này cũng được cả chục trái các bạn. Nó còn lủng lẳng ở đây nữa nè. Đó. Vui vui. Nhìn nó ra trái thấy vui vui á. Giờ mình để mấy cái này nữa, vài bữa nữa là nó màu lớn lắm. Khổ qua này mà ra trái là màu lớn lắm luôn. Ừ. Trái nhìn thấy thích. Nó bò đi tùm lum cho nó. Khổ qua này nó bò cũng nhảy lắm. Đây nữa nè các bạn, trái non đang ra nè. Ông xã mình ổng thích ăn bắp nếp nè. Để coi có trái bắp nếp nào ngon ngon nữa mình hái cho ổng ăn. Mấy bữa mà mình hái là có bắp nó có hạt rồi á. Cái mình hái vô mình ăn, lúc đó chồng mình không có nhà đó, cái mình ăn với con của mình. Cái ông ganh tị, hôm nay hái bắp lúc mà chờ ổng không có nhà mới hái. Ổng cũng thích ăn bắp nữa. Để mình coi trái nào hái được thì mình sẽ hái các bạn. Hái trái này thử. Cái này không biết ăn được chưa, mình cũng không gành. Mình thấy gâu nó cũng nâu nâu rồi nè các bạn. Người ta nói gâu bắp mà nâu nâu là ăn được. Nhưng mà nghĩ chắc chờ thêm đi. Cái này chờ thêm xíu. Hổm thì mình cũng có đi đào khoai tây. Nói chung là ngày nào thiếu khoai tây là mình ra mình đào gì nè. Lấy được vài củ vô xong cái mình làm khoai tây chiên mình ăn. Đó, nói chung là cũng đào mấy lần rồi khoai tây á. Hôm nào mình sẽ cuốc lên hết, mình đào lên hết luôn. Để thu hoạch một lần cho các bạn xem. Mình nghĩ giờ chắc cũng ít củ rồi, tại mình thu hoạch mấy đợt rồi. Ở đây rau găm bò bà hổm cô dịp cho mình nè. Mình trồng vô trong cái chậu này nè. Mai mốt mình sẽ thêm cái đất thịt á, đất vườn á. Đất mà là đất cứng á, chắc á. Thì mình sẽ thêm vô đây thì để mùa đông coi thử nó sống không nha. Tại có nhiều anh chị nói là phải dùng đất thịt và sử dụng cái thùng chứa nước thì rau găm nó sẽ sống qua mùa đông. Đó, thì ở đây thì nguyên cái gừng lá cẩm của mình nè các bạn. Đó, ra tốt ghê chưa. Lá cẩm của mình đó, nhưng mà mình không có sử dụng để nấu xôi nên nó ra dài và tốt lắm luôn. Đó, rất là nhiều ha các bạn. Hôm nào thì mình rảnh mình nấu xôi thì mình sẽ cắt hết một đám cẩm này vô luôn. Mình nấu xôi chứ giờ cũng đâu biết mặn gì đâu. Giờ lá lốt của mình nó bò dây nè các bạn. Đó. Ít rồi chứ không có nhiều. Nhưng mà cũng thấy vui, cái lá nó không được to các bạn. Để nó to thì là to mới nướng. Cái nhỏ xíu nướng khó gói. Đây mình cũng dăm thêm lá lốt, cũng có một vài người họ sinh đó. Hình sinh lá lốt nè. Nhưng mà chưa có phát triển mạnh.
mới lá thôi. Ở đây thì mình có ươm càng cua với gông á Việt, nhưng mà nó không lên. Hôm bữa mình thấy có lên mầm, cái mình để đây nè, cái bị mấy con gì nó ăn mất tiêu rồi. Càng cua khó lên, khó sống bên này lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình đi vô mình nấu lẩu thôi. Nhìn cái lá này y chang nghĩ tới lá sen rồi các bạn, quá trời to, lá to đùng. Giờ mình đem gỗ gao vô để mình nấu lẩu. Hôm bữa mua cái phao để đem giống như cái hồ bơi cho hai đứa nhỏ nè, mà tự nhiên mấy hôm nay mưa quá trời, mấy cái lá cây gì nó cũng quá trời trong đó luôn. Cái hồ bơi mini cho tụi nhỏ nó chơi, nó tụt ba te ở trên đó xong cái nó xuống dưới đây cái nó chơi vô nước này. Mà không ngày mưa lạnh quá đâu cho tụi nhỏ ra chơi đâu. Hôm nay mấy hôm nay bỉ mưa gió lạnh, thời tiết thất thường các bạn, giống như vào mùa thu. Rồi mình đi vô nhà đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình đi hái gao nha. Rồi đây là một gỗ gao để chuẩn bị ăn lẩu thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.